đem những lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo ngăn ngừa tai ương hiện bất tường, những mộng mị xấu xa, những chuyện trở ngại, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thích nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch cho Tông Đức, kính thưa quý đại hữu, bài học hôm nay, bài 34 Kinh Thập Thượng, bài Pháp Cần Được Thắng Tri, sẽ do Thượng Tọa Tây Siêu giảng giải. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ đi dẫn nhập bài học. Nó một cái thời gian thì tôi thật sự tôi lên chỉ tôi biết chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta nhớ là hồi còn nhỏ đó, có đọc một quyển ở trong nó nói về cái khả năng tự học, gọi là tự học là một nhu cầu của thời đại. Nhưng mà trên thực tế thì ở thời nào cũng vậy, cái khả năng theo đuổi con đường giáo dục bản thân nó phải là một con đường giáo dục mà mỗi một người chúng ta phải tự theo đuổi. Và một ở trong những góc chúng ta có thể y cứ vào đó là sự tha thiết hay là hoài bão, hoặc giả là cái sự khao khát, khao khát được học, khao khát được tu, khao khát được chứng ngộ, tức là cả ba phương diện pháp học, pháp hành và pháp thành. Ngày hôm chúng ta nói về bảy điều tha thiết đối với một vị tỳ kheo, và những pháp này khiến cho vị tỳ kheo trở thành một cái hình ảnh tiêu biểu của người xuất gia. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Thích Siêu, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến lời chúng ý nghĩa của bài học này. Nên mình vứt thầy dạy thôi lành thầy, chúng con kính chuyện thì phải đặc đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con sẽ dùng chánh kinh. Bài học hôm nay Kinh Thập Thượng, Trasutara Sutta 7.9, bài Pháp Cần Được Thắng Tri. Satthamma Pahukara Satthamma Pahuetapa Satthamma Parinyaya Satthamma Pahatapa Satthamma Hanapaya Satthamma Visesapaya Satthamma Dupatipuja Satthamma Upadetapa Satthamma Abhinyaya Satthamma Satchikatapa. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Katame satthamma abhinneya satta nidasawattuni itha usso bhikkhu sikha samadane tipachando hoti ayatincha sikha samadane awigatabemo dhamma nisat
Santiya Vipachando Hoti Ayatinja Dhammani Santiya Avigatabhemu Chavinaye Vipachando Hoti Ayatinja Chavinaye Avigatabhemu Patisalane Vipachando Hoti Ayatinja Patisalane Avigatabhemu Viriya Ramrame Tipachando hoti ayatinja viriya ramme avigatabhemo satine pake tipachando hoti ayatinja satine pake avigatabhemo disipati vedhe tipachando hoti ayatinja disipati vedhe avigatabhemo ime satta dhamma nyaya. Thế nào là bảy pháp cần phải thắng tri? Bảy thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống trong an tịnh, khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quan sát tự niệm và khát vọng quan sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sự kiến trong tương lai. Như vậy là bảy pháp cần phải thắng tri. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn. 378. Bảy pháp cần thắng tri. Abhinnaya Dhamma. Đây là bảy đức tiêu biểu. Nidasawattu nghĩa là đặc điểm mà vị tỳ kheo thành tựu, được gọi là vị tỳ kheo tiêu biểu. Nidasabhikkhu. Trong pháp này, Đức Phật gọi vị tỳ kheo tiêu biểu là vị thành tựu bảy đức tính này, chứ không nói theo số hạ lạp. 1. Khát vọng và thiết tha hành trì học pháp. Sikha sammadane vipachando avigatabhemo, tức là hành trì tam học giới, định tuệ. 2. Khát vọng và thẩm nghiệm pháp. Dhamma nissantiya vipachando avigatabhemo, tức là quán sát, minh sát danh và sắc. Khát vọng và thiết tha điều phục dục cầu. Chha vinaye vipachando avigatabhemo, là điều phục ái tham, tanh hà. 4. Khát vọng và thiết tha thiền tịnh. Pitisalane vipachando avigatabhemo, là sống độc cư. Ekipawa. Ekipawa. 5. Khát vọng và thiết tha sống chuyên cần. Viriya brahmhe vipachando avigatabhemo, là tinh tấn cả thân và tâm. Kajicetasika viriya. 6. Khát vọng và thiết tha cẩn niệm. Satine vakke vipachando avigat, tức là ức niệm suốt. Satichcha evakka bhavaccha. 7. Khát vọng và thiết tha thể nhập tri kiến. Dissipati vedhe vipachando avigatabhemo, tức là kiến đạo, tri kiến thuộc thánh đạo. Makka dasana. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thập thiện siêu từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để Đức Phật kính lễ cho Đức Phật, để Đức Phật kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý vị. Cần được
là đề tài mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Ở đây được nêu ra là 7 cái đức tiêu biểu. Chúng tôi gọi là tiêu biểu là bởi vì cái chữ đích đã sát, chữ đã sát là 10, 10 là 10, 10 hạ, 10 năm tu. Và đích đã sát tức là không kể là 10 hay là vượt khỏi cách tính hạ lạc 10 hạ. Sở dĩ mà có những cái có cái thành ngữ này ở trong chú giải giải thích rằng là các ngoại đạo đi gần khác họ có một cái thông lệ khi gặp một người, một cái vị du sĩ đi lên tháp, mà nếu hỏi ra mà vị đó được 10 hạ, được 10 năm tu, thì dù cho vị đó như thế nào đi nữa thì họ cũng có sự kính trọng và xem đó là cái vị trưởng lão ở trong giáo phái. Ở đây trong luật, luật tạng thì Đức Phật ngài cũng có nhắc nhiều đến cái vấn đề 10 hạ lạc. Một vị tỳ kheo có đủ 10 hạ đã sâu sắc hoặc là trên hạ Atireka đau sát đã sâu sắc, có đủ tư cách để làm thầy tế độ của cái chài giá cho người, truyền giới pháp cho người khác, xuất gia đủ tư cách để làm thầy. Tuy vậy nếu như mà 10 hạ nhưng mà vị đó không có những cái pháp đặc biệt như là không có tàm quý hoặc là sinh tấn yếu kém hoặc là đức tin yếu kém hoặc là sống không thiện dục không tri túc à, vân vân, thì như vậy cũng được xem như là vị tỳ kheo đó không xứng đáng để làm thầy của bậc thầy giá cho người khác. Một vị gọi là Upacchaya phải có nhiều đức tánh, có nhiều cái tiêu chuẩn. Đó có tiêu chuẩn là đủ 10 hạ đa sát qua sát hoặc là trên 10 hạ. Cái đó là nói theo luật. Còn nói theo pháp thì Đức Phật ngài có dạy 17 pháp này. Một vị xuất gia một vị tỳ kheo cho dù một hạ, hạ ba bốn năm hạ chưa có đủ 10 hạ đi nữa, nhưng mà vị đó có 7 cái đức tính này thì vẫn được xem là vị Thera, là cái vị trưởng lão, là vị đáng được tôn trọng ở trong tăng chúng. Cho nên 7 cái pháp này mới gọi là những cái pháp tiêu biểu, những cái pháp tiêu biểu
Một vị tỳ kheo có bảy pháp đó là vị tỳ kheo tiêu biểu, gọi là Nidasakhikhu, là vị tỳ kheo tiêu biểu. Hay là chúng ta nói một cách khác đó, tức là gọi là đặc cách đó. Thí dụ như thời Đức Phật, những vị sa di đắc a la hán đó mặc dù chưa phải là tỳ kheo, vị đó còn rất trẻ tuổi thôi, nhưng mà Đức Phật ngài thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, ngài nhắc đến vị sa di này thì ngài vẫn gọi vị sa di đó là một thê rác. Đây là trường hợp gọi là đặc cách. Nó cũng tương tự như là chỉ biết cái sai gì đó. Một vị tỳ kheo mà nếu tính theo cái số hạ lạc là 10 hạ, 20 hạ, 30 hạ đi nữa, nhưng mà nếu vị đó không có thiết tha hành trì tam học với định tuệ, không có thiết tha thẩm nghiệm giáo pháp, không có thiết tha điều phục cái lòng ham muốn, không có thiết tha sống thiền tịnh trong nơi độc cư Patisalana, vân vân, thì như vậy vị tỳ kheo đó cũng chưa có xứng đáng, chưa có xứng đáng được gọi là bậc thầy, chưa có xứng đáng được gọi là bậc thầy. Bởi vì Đức Phật ngài nêu lên bảy cái pháp này, gọi là bảy cái pháp, bảy cái tiêu biểu của một vị tỳ kheo xứng đáng được gọi là bậc thầy ở trong giáo pháp. Thì ý nghĩa của cái chữ Nidasa là chúng ta phải hiểu như vậy, nó có cái gốc tích được trình bày như thế đó. Đã có lần thì chúng ta học qua cái bài này rồi, ở trong cái bài kinh, ở trong Tam Chi Bộ Kinh mà phẩm 10 chi ấy, là chúng ta có nhắc phẩm 7 chi chúng ta có nói đến, cũng như trong cái bài kinh Phúng Tụng cái pháp 7 chi do bậc A La Hán Thích Đẳng Giác thuyết mà ngài Sariputta, cũng là Sariputta đã liệt kê trình bày. Thì có lần đó chúng tôi đã giải thích cho nghe cái từ Nidasa. Và hôm nay thì chúng ta tiếp, chúng ta học lại bảy pháp này với cái đề tài là bảy pháp cần thắng tri, tức là cần phải rõ biết, biết một cách tường tận. Cho nên ở đây mới nói là đây là bảy đức tánh tiêu biểu, đặc điểm vị tỳ kheo thành tựu được gọi là vị tiêu biểu Nidasakhikhu. Trong pháp, trong giáo pháp này, Đức Phật gọi vị tỳ kheo tiêu biểu là vị thành tựu bảy đức tính, chứ không phải là nói theo cái số hạ lạc. Y cứ vào cái số năm, cái số hạ lạc vị tỳ kheo đó tu lâu, thì chỉ là xử sự trên phương diện luật mà thôi. Còn nếu mà trên phương diện tinh thần thì phải lấy pháp làm chứng. Thứ nhất gọi là khát vọng và thiết tha hành trì học pháp.
chữ Sikha Samadana. Sikha Samadana, chữ Samadana có nghĩa là hành trì, thọ trì. Và chữ Sikha là học, là tâm học. Chữ Sikha là giới định tuệ. Khi một vị tỳ kheo xuất gia tu tập, vừa khi thọ đại giới xong, sau đó đời sống của vị này luôn luôn có cái khát vọng và thiết tha để hành trì theo giới định tuệ ở trong tương lai. Thì như vậy, chính cái sự thiết tha khát vọng này mà giúp cho cái vị tỳ kheo đó thành tựu được cái đức tánh tiêu biểu của một vị tỳ kheo cao quý ở trong giáo Phật. Điều thứ hai gọi là khát vọng thiết tha thẩm nghiệm pháp. Tức là một vị tỳ kheo, dù cho là một vị tân tỳ kheo hay trung tọa tỳ kheo, tức là mới xuất gia hay là đã xuất gia được 5 năm, 7 năm, 8 năm, nhưng mà vị tỳ kheo đó có thể xem là vị tỳ kheo tiêu biểu ở giữa tông chúng, bởi vì vị tỳ kheo này sống có trí tuệ, có khát vọng thiết tha để dùng cái trí tuệ đó mà thẩm sát về danh sắc, thấy rõ cái sự vô thường, khổ và vô ngã, luôn luôn lúc nào cũng các ý tâm hướng đến cái sự hiểu biết như thế. Thì như vậy đây là một đức tánh tiêu biểu. Thứ ba là khát vọng thiết tha điều phục dục cầu Ucha Vinaya. Tiếp đến Chando quyết là tóc biên bộ. Chữ in sao quyết là dê, chữ quyết là dê ở đây đó, quyết là giá đây đó, là điều phục, là cái chữ quyết đề ký. Chứ không phải là cái chữ quyết là giá ở chỗ này, vậy là luật, không phải là luật. Mà phải hiểu cái nghĩa từ ở đây, chữ nguyên đánh giá là chữ nguyên đề ý, có nghĩa là điều phục và huấn luyện. Tinh cha tức là cái sự mong cầu. Vì tỳ kheo có nhiều, sống thì cũng phải có cái sự ước muốn, cái sự mong cầu. Nhưng mà tùy theo trường hợp mà chấp nhận, được chấp nhận, và có nhiều trường hợp là không được chấp nhận. Thí dụ như một vị tỳ kheo ham muốn về lợi lộc, vì danh xưng, thì cái sự ham muốn đó gọi là Ichha Pakato hay là ba Pichha và Pichha, là ác dục, là cái sự ham muốn xấu xa. Còn khi mà vị tỳ kheo hễ
sáng sớm, sau khi đã đi kinh hành, đã hành thiền rồi, đến khi mặt trời vừa mọc, vị đó khởi lên cái sự mong mỏi là ta sẽ đi khất thực. Thì cái trường hợp này, cái cha đó nó không có tội lỗi. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái chữ Echa, Vinaya là điều phục, dục cầu, thì cần được hiểu ở đây tức là cái sự tham muốn. Đối với cái lòng tham muốn thì cần phải khắc phục, cần phải dẹp bỏ đi. Khi mà vị tỳ kheo có cái sự điều phục, điều phục tâm, bỏ đi cái sự khát vọng xấu xa, như vậy thì vị đó trở thành vị tỳ kheo tiêu biểu, vì có cái đức tánh tiêu biểu. Thứ tư, khát vọng và thiết tha thiền định. Chữ thiền định Patisalana ở đây là chúng ta nói phải hiểu cái từ này có nghĩa là nó chung cho cái hoàn cảnh vị đó sống ở nơi thanh vắng một mình và chuyên tâm thực hành Athichitta, Athichitta Nuyuvo, tức là chuyên tâm thực hành tăng thượng tâm đó, chuyên chú thực hành tăng thượng tâm, thì như vậy được gọi là thiền tịnh Vatisalani, chứ không phải là thiền định. Bởi vì nếu mà đặt vào chữ định, chữ Samadhi, thì trong trường hợp này tức là nói đến cái chuyện mà vị tỳ kheo đã chứng đắc được các thiền, sơ thiền, có định sơ thiền, định tam thiền, đức thiền, định ngũ thiền, thì khi đó mới gọi là thiền định. Người ta nói đến thiền định để người ta phân biệt giữa thiền định và thiền tuệ. Thiền tuệ tức là chỉ cho thiền Vipassana, còn thiền định là để chỉ cho thiền Samatha, thiền chỉ. Còn ở đây cái chữ Patisalani là ở cái nơi thanh vắng và bắt đầu tu tập, thiền chỉ hoặc là thiền quán. Thì cái này gọi là thiền định. Cũng như ở trong cái giới mà liên hệ tứ bậc dụng, trong đó khi mà nói đến cái vị tỳ kheo thọ dụng trú xứ, cái trú xứ này ta thọ dụng trú xứ này để ngăn ngừa nóng lạnh mũi mồm rắn rít gió nắng và tránh khỏi cái sự xúc chạm các loài bò sát như rắn rít. Và mục đích Patisala Naramatham là mục đích để thích nơi thiền tịnh, tức là ở trong cái xuống xứ đó để che mưa che nắng rồi ngồi ở trong đó thiền tịnh. Thì cái từ đó là từ nói chung. Đối với Đức Phật và chư vị Thánh A-la-hán thì ngày nào cũng vậy, ngài có thể đi khất thực
đi đến để thuyết pháp độ chúng sanh. Nhưng mà cái khuynh hướng của các bậc thánh là thích ở cái nơi trú trong thiền định, nó đi xa lắm, trú trong thiền định, tức là ngài thích ở nơi thanh vắng, yên tĩnh một mình. Và những cái thiện chứng nào mà ngài đã chứng được rồi thì ngài nhập định, ngài nhập thiền đó để hưởng cái hương vị giải thoát. Thì như vậy một vị tỳ kheo khi mà xuất gia tu tập, vị đó phải có cái sự khát vọng và thiết tha trong thiền tịnh, chứ không phải xuất gia rồi ham vui, thích đi đến cái chỗ lễ hội đình đám rộn ràng, đúng không? Mà nếu mà vị tỳ kheo nào mà có tâm, có cái khuynh hướng là thích thiền tịnh thì vị đó là một vị tỳ kheo tiêu biểu, đáng được tán thán. Và cái sự kiện này đó, là đối với vị tỳ kheo dù tân tỳ kheo hay là trung tỳ kheo cũng có thể có được cái tâm thích thiền tịnh, chứ có cần gì mà phải trên mười hạ. Cho nên trong cái vấn đề này được gọi là một pháp tiêu biểu cho một vị tỳ kheo. Và bởi vậy trong 10 cái pháp gọi là Pachawekana Dasa, Pachawekana 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia, thì trong đó có cái câu các chín lúc khô hàng sunya gare aviramami, hàng ngày vị tỳ kheo đó phải tâm niệm rằng ta có thích nơi thanh vắng chăng. Thì cái ý nghĩa đó có nghĩa là luôn luôn phải tự hỏi mình có thích ở cái chỗ thiền tịnh độc cư không. Nếu mà thấy tâm mình còn ham vui ở chỗ một mình thì cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản, thì vị tỳ kheo liền phải tập lại, phải tập sự lại. Làm sao lúc nào cũng ngoài cái phận sự, cái công việc liên hệ đến tăng chúng, liên hệ đến tập thể, ngoài cái giờ đó là vị tỳ kheo phải đi sâu vào rừng, ở du gốc cây, một ngôi nhà trống, và ngồi lại để chú tâm trên đề mục căn phòng, tâm không cho nó bị tập nhiễm đối với cảnh trần. Như vậy gọi là bị thiết tha khắc phục có cái thiền tịnh. Thứ năm là một vị tỳ kheo tiêu biểu đáng quý trọng, đáng kính là vị tỳ kheo sống có khát vọng và thiết tha, chuyên cần Viriyaramthe. Vị này phải có cái sự ưa thích và mong mỏi mình có cái sự tinh tấn. Ngày nào mà vị tỳ kheo bỏ rơi gánh nặng về thiện pháp, sống dẫn đầu về đạo đọa lạc, thì ngày đó
Vì tỳ kheo đã làm mình mất đi cái lợi và làm cho giáo pháp bị mai một. Cho nên đối với một vị tỳ kheo, cho tân tỳ kheo, trung tọa tỳ kheo hay là vị trưởng lão tỳ kheo, thì vị đó đều phải có một cái sự thiết tha khắc phục về cái hạnh tinh cần, phải có sự siêng năng nỗ lực. Đức Phật ngày thường thí dụ về một nàng dâu mới về nhà chồng, biểu hiện cái sự siêng năng. Lúc đầu thì có sự siêng năng, thức thì khuya để lo làm công việc bên nhà chồng, phục vụ cha mẹ chồng hay chồng. Sáng thức dậy thật sớm để lo công việc trong ngày, quét dọn hay là nấu nước vân vân, lo sắp xếp trước chứ không có ngủ trễ, không có ngủ sớm trễ. Thì ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, các ngươi hãy sống với tâm trạng của một cô dâu mới về nhà chồng, dầu cho có bao nhiêu mà làm đi nữa cũng phải sống với tâm trạng đó, chứ đừng sống giống như là một nàng dâu khi về nhà chồng đã lâu ngày bắt đầu bê trễ biến nhát. Lúc đầu có cái sự siêng năng, nhưng mà rồi sau đó khi đã quen nước quen cái bên nhà chồng rồi thì bắt đầu lười biếng, ăn rồi ngủ, ngủ sớm thức trễ, công việc nhà thì nạnh người này nạnh người khác đúng không? Thì như vậy cái điều đó không tốt. Cái đó là nói về cái nàng dâu mà đã lâu năm. Còn cái nàng dâu mà mới du quy, mới về nhà chồng thì luôn luôn có cái sự chuyên cần. Thì vị tỳ kheo xuất gia tu tập, dầu cho ở Hà Lạc thế nào đi nữa thì cũng nên có sự thiết tha tinh cần như thế. Đó là vị tỳ kheo có đức tánh kiêu biển. Rồi thứ sáu là khắc phỏng thiết tha cẩn niệm. Chúng tôi xài cái từ cẩn niệm chữ niệm sát tiết, chữ nê bát cá tức là cẩn trọng. Cái cẩn trọng này nó cũng là cái trí tuệ, bởi vì khi mà niệm tức là lúc nào cũng có một cái sự chú ý bằng cái trí tuệ. Cũng như một người khi mà họ lái chiếc xe ở trên đường, luôn luôn họ có một cái sự cẩn trọng và có tính niệm. Bởi vì nếu mà họ chỉ sơ ý một chút là có thể gây tai nạn cho mình và cho người khác. Bởi vậy vừa phải có chánh niệm mà vừa phải có cái sự cẩn trọng. Nhưng mà chữ đê bất khá đó có nhiều chỗ các ngài dịch là cái chữ khôn khéo, nhưng mà ở đây đó, thì ở trong cái bài kệ mà ngài Phước Thất Khu Xá ngài dẫn nhập đầu chữ A Tắc Pi
Dipako Sophiku Chattam Vichate. Nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền phượng. Con hỏi Gautama, ai thoát được truyền này? Vị chư thiên hỏi Đức Phật vậy. Thì Đức Phật đã trả lời là: người có trí tu giới, tu tập tâm và tuệ, diệt tâm, atapi và thận trọng, đi bắt cô. Tỳ kheo ấy thoát trì, Đức Thế Tôn đã trả lời như thế. Thì ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo, ngài Bồ Tát Khu Xá, ngài nói đến cái chữ đề bắt án, là nói về cái trí tuệ tu tập của một vị tỳ kheo, một vị hành giả, là không phải có trí tuệ hiểu biết, hiểu một cách lơ đễnh, không phải có trí tuệ hiểu như là một người học chữ nghĩa ở bên ngoài, họ học cao hiểu rộng, cái trí tuệ chưa phải gọi là đê bát cát. Mà chữ đê bát cô ở đây đó là vì tỳ kheo nó phải có cái trí tuệ dè dặt, khi mà nhận thức cái điều nào thì phải có cái sự cân phân, sau khi định chắc được thì bị đóng đi. Cũng giống như một người mà họ đi bắt rắn, khi họ thấy con rắn thì họ phải cẩn thận. Trước hết là họ đứng ở xa, họ dùng một cái cây que, trên đầu có cái nạng, rồi họ tìm cái thế để họ chặn được, họ đè được cái đầu con rắn. Rồi họ bắt đầu chụp cây ở phía trên cổ con rắn cho nó chắc, chắc chắn. Rồi họ mới buông cây que đó ra. Thì như vậy con rắn nếu nó có hoạt động cái đuôi đó, thì nó chỉ là quấn cái bàn tay của người đó thôi, chứ không có cắn được, bởi vì người đó đã thận trọng bóc cái đầu con rắn. Như thế nào thì một vị tỳ kheo tu tập với cái trí tuệ đó, thì cũng phải thận trọng để nhận xét danh và sắc, ý nghĩa như thế nào, cái tướng trạng như thế nào, vân vân. Thì như vậy mới được gọi là cẩn niệm. Chữ cẩn ở đây là cẩn trọng, nê bát cát ở trong cái mạch phật bali sách tiếng đại cát. Ở trong chú giải tách rời hai cái chữ này ra là chữ sát thí chát, nề bắt khách phà quá, nề bắt khách phà quá chát. Đó cũng là một đức tính tiêu biểu của một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này không phải là tu tập chờ đủ cho đến mười hạ để trở thành vị trưởng lão, mà ngay từ khi mới xuất gia, rồi từ một hạ cho đến năm hạ thì gọi là vị tân tỳ kheo, nó quá phí khu, vị đó cũng phải có cái sự thiết tha trong cái đời sống chánh niệm và có sự thận trọng. Rồi đến khi trở thành một vị
chúng tọa tỳ kheo từ năm hạ cho đến chín hạ thì vị đó cũng phải cẩn trọng. Rồi khi mười hạ trở lên thì cũng phải có chánh niệm cẩn trọng, luôn luôn lúc nào cũng vậy. Đó là được gọi là vị tỳ kheo tiêu biểu. Thứ bảy là khát vọng thiết tha thể nhập tri kiến. Cái chữ đích thí Patiwetha gọi là thể nhập tri kiến, hay là cái sự thành tựu, cái tri kiến mà có thể đoạn trừ được những cái phiền não. Ở đây trong chú giải giải thích thành tựu cái tri kiến này, tức là kiến đạo Dasana Makkadasana, tức là tri kiến thuộc bậc thánh Makkadasana, gọi là kiến đạo. Thì thưa quý vị, ngày xưa thời Đức Phật chỉ trừ ra một số người xuất gia vào trong giáo pháp, họ không có cái sự thiết tha mong mỏi ngay trong đời sống hiện tại này ta sẽ thành tựu đích cứu cánh của đời sống phàm này. Còn phần lớn thì các vị thiện nam tử khi xuất gia trong giáo pháp đều có ước vọng mong mỏi ngay trong kiếp sống hiện tại này ta sẽ thành tựu. Như trường hợp khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịch, còn 3 tháng nữa Đức Thế Tôn báo cho các vị tỳ kheo biết rồi, còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch. Thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo phạm phu, các vị đó cảm thấy sầu muộn, đau khổ, nghĩ rằng rồi đây ta sẽ mất đạo sư, không còn được diện kiến vị đạo sư cả kính, không còn được vị đạo sư là Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp là sát tấn với những cái pháp thoại vân vân. Thì ở trong số các vị tỳ kheo có một vị tỳ kheo mới xuất gia, vị tỳ kheo mới suy nghĩ rằng là ta xuất gia quá muộn màng, chỉ mới xuất gia đây thôi mà bây giờ đã đến lúc Đức Thế Tôn là sắp viên tịch, vậy thì ta hãy cố gắng nỗ lực để đạt đến cơ cánh của đời sống phạm hạnh này trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nghĩ sao làm vậy, vị tỳ kheo rời khỏi hội chúng và đi sâu bộ rừng để hành đạo, để thiền định. Chẳng bao lâu thì vị đó kết quả là. Còn nói về các vị tỳ kheo khi mà thấy vắng mặt cái vị tỳ kheo này, thì các vị cho rằng vị tỳ kheo này không có thương Đức Phật, nên lúc hay tin Đức Thế Tôn là viên tịch, sắp viên tịch lại không tỏ ra có cái sự thương tiếc sầu muộn mà lại bỏ đi. Họ mới đem chỉ đó bạch với Đức Phật. Đức Phật cài cho người đi tìm những vị tỳ kheo về, và trước mặt chư tăng, trước mặt chư tỳ kheo thì Đức Thế Tôn đã hỏi, nghe người ta nói như vậy có thật vậy chăng, và Đức Thế Tôn có thật vậy, nhưng mà không phải con không cung kính Đức Phật, không cung kính Đức Thế Tôn, tại vì con nghĩ như thế này con quyết tâm
thành tựu mục đích cứu cánh ngay trong kiếp sống hiện tại này trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nay việc nên làm đã làm xong, với nàng đà đặt xuống, sau đời sống này cũng không còn đời sống khác. Đạt được cái tâm nguyện, Đức Phật là 8 tháng này khen ngợi người tỳ kheo đó. Vậy nhân đó Thế Tôn ngài mới thuyết, ngài mới nói rằng bị tỳ kheo thì kheo ni cận sự năm cận sự nữ nào thực hành theo pháp tinh tấn nỗ lực thì vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo ni đó gọi là kính trọng Như Lai, đảnh lễ Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng, đó là sự cúng dường thành Patipatti Puja. Đức Phật 8 tháng khen ngợi và giải thuyết pháp đó ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn thường niệm. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng thời Đức Phật khi mà người ta xuất gia, có lẽ là tại vì những cái chúng sanh này đã đủ duyên lành, cho nên vị đó khi mà xuất gia vào trong giới pháp dưới sự hiện diện của Đức Thế Tôn trong thế gian thì lại khích lệ sắc tấn cho vị đó. Các bọn thiết tha để đạt đến kiến đạo là tri kiến thuộc thánh đạo ngay trong kiếp sống hiện tại này, thì đây cũng là một cái đức tính tiêu biểu. Nên tóm lại là gọi là một vị tỳ kheo khả kính và tiêu biểu của trong giáo pháp này, không phải kể đến về Hạ Lạp Ni Đề Sát, mà vị tỳ kheo phải thành tựu bảy cái pháp thiết tha khát vọng đó, thì như vậy vị này là một tiêu biểu, là một khả kính. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận và xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng điều họp cho phần thảo luận bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Phật tổ thầy sư. Thưa tổ thầy sư, những cái tha thiết mà chúng ta đề cập ở đây đấy, nó có đồng nghĩa với chữ pháp dụng ở Tham Ma Chân Đá không? Xin thượng tọa Quan Thị Trơ nói thêm một điều nữa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nói đến chữ chanh đá thì đều ra có ba cao mạch chanh đá, tức là dục dục hay là tham dục, thì cái đó là bất thiện. Nhưng mà tham mạch chanh đá là pháp dục, tức là cái sự mong muốn nó đúng pháp, nhưng nó thuộc về thiện pháp. Còn đối với vị A-la-hán hay là trong đời sống bình thường, chúng ta có những lúc mà chúng ta muốn đó, thì cái này nó chỉ là các tu công cho ta. Thí dụ bây giờ chúng ta đói, chúng ta muốn ăn, khát chúng ta muốn đi lấy nước, muốn uống nước thì chúng ta đi lấy nước mà uống, thì chúng ta có, mà chúng ta muốn như vậy đó, thì cái này cũng kể là các túc công cho ta.
tức là tác dụng, chứ không được nghĩ là thamma chanda hay là kama chanda chi cả. Thì ở đây trong cái bài học đó, khi mà nói đến chữ thiết tha khát vọng, tipachado, tipachado tức là cái sự mong mỏi một cách là sắc bén, để chúng ta dịch từ mong mỏi sắc bén, thì cái sự mong mỏi sắc bén ở đây đó, cái sự mong mỏi quyết tâm mới dịch là chữ khát vọng. Bởi vì chúng ta chữ vọng nó đã là cái sự mong mỏi rồi, nhưng mà thêm chữ khát vọng nữa tức là muốn lắm, muốn thật nhiều. Còn cái chữ thiết tha, chữ Aquitata Pemo, chữ Pemo tức là cái sự ưa thích. Mà Aquitata Pemo tức là ưa thích mà không có rời được, ưa thích mà không có rời được, không rời bỏ được cái sự ưa thích. Đây gọi là thiết tha. Trong hai cái từ đó, khát vọng và thiết tha, thì nội cái từ khát vọng tiếng Pachando nó còn mạnh hơn cái chữ Thamachando nữa. Thí dụ bây giờ người Phật tử hay là một vị xuất gia trong đời sống hàng ngày, chúng ta muốn tạo phước, muốn bố thí, muốn trì giới v.v. thì cái sự muốn làm những cái điều thiện đó, đó thì gọi là Thamachanda. Nhưng mà nếu như vị đó chỉ thoải mới làm, thì cái đó mỗi khi làm như vậy là nhờ có cái Thamachanda là pháp dục, nhưng cái đó không gọi là cái sự khát vọng. Tipachando có nghĩa là cái sự mong muốn đó nó trở thành khát sâu đậm. Với ý nghĩa đó, đó chúng ta mới đưa đến kết luận rằng cái chữ khát vọng thiết tha ở trong bài học này đó, chữ tiếng Pachando là nó ý nghĩa nó sâu đậm, bén hơn là cái chữ Pachanda nữa. Nhưng mà chúng ta gọi chung cái sự ước muốn này, ước muốn theo pháp thì gọi là Thamachando được. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói thêm là gọi cái sự khát vọng thiết tha, thọ gì, giới định tuệ vân vân, thì mấy cái đó, đó nếu chúng ta gọi phổ thông thì chúng ta nói đó là pháp dục. Mà nếu mà chúng ta nếu mà dựa theo cái ngữ cảnh của bài thì ở đây Đức Phật dùng cái này có nghĩa là cái sự khát vọng, cái sự khao khát thực hành. Phải có sự khao khát thực hành như vậy mới được, mới không có thể lơ là, mới không có thể bỏ qua. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Xin kính chào Thượng Tọa Thượng Vi mới vào rung. Hôm nay cũng rất vô hỷ có Thượng Tọa Thượng Vi, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông đầy đủ. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, vì hôm nay một chiều nay chiều chủ nhật thì chúng tôi 12 giờ trưa là chúng tôi phải đi dạy ở bên Cần Thơ, cho về đến chùa là 6 giờ rưỡi chiều. Chúng tôi nghỉ chút chúng tôi vào rung. Nên bây giờ nếu mà có chư tăng ở trong rung đông, xin chư tăng quan hỷ giúp cho cái trả lời cái câu thảo luận dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Thầy.
thu cái chân thì tòa thầy sư tỉnh thì tòa thầy sư đi nghỉ thì tòa pháp tân thì tòa có ở trước bái và thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa pháp tân nghe được thì tòa pháp tân ở đây chúng ta thấy rằng ở trong sự tha thiết thì có học pháp, hành pháp và chứng ngộ về cả ba phương diện, nhưng mà cái kinh nghiệm của thiền tòa pháp sống ở trong chùa đó, có khi nào mà một người vì cái sự khao khát để học đó, mà vị đó thờ ơ với việc hành trì không? Hay là ngược lại, vì sự tha thiết và hành trì mà vị đó thờ ơ với việc học không? Xin thỉnh thiền tòa pháp đây. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh để được pháp tính, được nhân hậu. Cùng Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý thiền hạnh tín nữ. Con nghĩ rằng cái đời sống tu tập của một cái vì hành giả của một vị xuất gia đó thì thật sự ra thì mình thì thương hay thiên về một điều gì quá, một điều gì quá. Ví dụ như mình có một số người thì chỉ nghĩ rằng là mình chỉ học Phật pháp thôi, và học nó mới gọi là mở mang cho mình, nhưng mà mình không có chuyên tâm để mà mình để cái thời gian còn lại để mình lo hành thiền. Có một số người thì lại có cái sự quan niệm rằng là học cũng chẳng có ích lợi gì, giờ là muốn được giải thoát là chỉ có thực hành thôi, chỉ có cái việc là lo hành thiền thôi. Thì nếu mà cả những cái quan điểm đó mình cho rằng mình thiên về một cái gì nhiều quá đó, mà mình không quan tâm tới những cái việc khác đó, thì con nghĩ rằng cũng khó mà thành công được. Thì với một cái người tu á, thì theo mình học giáo lý ở trong, theo con nghĩ là học ở giáo lý kinh điển nguyên thủy đấy, thì mình biết rằng mình để mà giác ngộ hay là chứng đắc một điều gì đó thì cần phải có công phu tu tập rất là nhiều, cần phải trải qua những chặng đường giống như là mình có nỗ lực rồi mình phải có đầy đủ những cái pháp độ ba la mật mình mới có thể thành tựu được. Như vậy thì theo con nghĩ rằng cái thiện sự đó mà mình làm á, thì cái thời gian mà giống như là nếu mà ai mà xuất gia từ thở nhỏ, ở còn trẻ đó, thì mình dành cái thời gian mình chuyên tâm cho việc học Phật pháp nhiều hơn. Vậy vì nếu mà mình còn trẻ mà mình không có chuyên tâm để mà tìm hiểu Phật pháp đó, thì cái điều đó nó cũng là cái làm cái trở ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì một khi mà mình đi ra làm đạo, mình đi ra ngoài để mà mình có thể tiếp xúc với lại chư tăng, tiếp xúc với Phật tử hoặc là tiếp xúc với những người khác đó, mà mình không hiểu về giáo lý Phật pháp á, thì mình cũng không thể nào mà mình trình bày hay là mình chia sẻ với những người khác được, hoặc là hướng dẫn người khác được. Cho nên là cái việc mà mình học Phật pháp rất là cần. Khi mà mình có một tuổi một chút đó, thì cái thời gian mình dành lại thì nhiều hơn á, thì tôi nghĩ rằng mình cũng phải dành cái thời gian cho cái việc hành thiền. Nói như thì con nghĩ rằng đó là mình chia về thời gian, cái độ tuổi. Nhưng mà ở trong đời sống hàng ngày không phải là cái việc làm gì. Ví dụ như con, theo bản thân con nghĩ rằng thời nào mà là cái thời mà mình học Phật pháp. Ví dụ như ban ngày ngoài cái việc mà mình lo cái việc mà cho chùa, cho chùa cái việc mà việc này việc nọ để lo cái công việc trong chùa đó, thì ngoài cái việc đó ra thì mình hoặc có khi mình đi giảng, đi dạy, còn không thì mình có thể là cầm một cái cuốn kinh, xem một cái cuốn sách vậy đó, mình xem một cái thời gian ngắn. Rồi những cái lúc nào mà mình rảnh rỗi thì rõ ràng thì mình cũng dành cho cái thời gian tập cho cái đời sống thiền tập của mình. Thì con nghĩ rằng là do mình sắp xếp thôi.
Và thật sự ra thì mình học Phật pháp không á, mà mình không lo hành á, thì cũng khó mà có cái thành tựu được. Nó chỉnh tốt, nó cũng tốt, tốt cho cái mặt mà làm cho cái củng cố cái tri kiến của mình, nó tốt hơn chút, nó tốt hơn chút. Nhưng mà mình không hành thì cũng cũng khó mà có cái sự thành thành công được, hay có sự thành tựu được ở trong cái đời sống tu tập của mình. Còn mà mình hành ấy, mà mình không có học Phật pháp thì cũng khó hiểu, không thể hiểu để mà mình hành được. Thì theo con nghĩ rằng là nếu mà một cái người mà có cái chí nguyện xuất gia tốt rồi đó, thì trước sau thì mình cũng phải, nó hợp với cái hoàn cảnh nào thì mình nên làm những cái việc đó, làm những việc đó. Nói chung là mình khởi những cái thiện sự, khởi những cái thiện sự theo trong cái khả năng của mình. Và lúc nào mình cũng nuôi cái chí nguyện để mà mình tu tập, xuất gia để được tu tập như thế nào, đời sống mình như là giới hạnh, rồi về cái đạo hạnh của mình có cái việc mà để dành cái thời gian cho cái thiền tập, hoặc là hiểu về về lời dạy của Đức Phật qua tâm tạng kinh điển. Mình nghĩ rằng cái việc đó đó nó có lợi cho mình và cũng có lợi cho những người chung quanh, cũng có lợi cho những người chung quanh. Và vì vậy đó cho nên là con nghĩ rằng chỉ có khi là mình bị sao lãng thôi, mình bị sao lãng, mình không có học Phật pháp, mình lười học Phật pháp, hoặc là mình lười ngồi thiền, trao cái tâm của mình, sửa cái tâm của mình để mà mình chọn cho mình một cái đề mục để mình tu tập á, thì cái đó mới là cái mà mình bị sa sút ở cho cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì mình theo con nghĩ rằng là cái người mà có hoàn cảnh điều kiện như thế nào thì mình nên làm như thế. Ví dụ như mà gặp dịp mà đời sống của mình thực hiện những cái thiện pháp, nhiều cái thiện pháp khác nhau để hỗ trợ cho cái việc mà mình, những cái thiện sự mà mình đã làm để được đầy đủ viên mãn, mình mới tu tập mới có thể thành tựu được. Nhưng mà nói chung là mình phải có cái chí nguyện, có cái chí nguyện để mà mình tập lúc nào cũng vậy. Và mình cũng phải dành cái thời gian nỗ lực rất là nhiều để mà mình thực hành hoặc là học Phật pháp. Học Phật pháp, nếu mà mình không thì mình bị sao lãng, mà mình sao lãng thì bị sa sút, sa sút cho cái đời sống tu tập của mình. Vì vậy cho nên là một mặt là mình phải tha thiết với cái gì đời sống tu tập, đời sống tu hành của mình. Thứ hai là mình phải có sự nỗ lực, nỗ lực trong cái việc học Phật pháp, hay là nỗ lực trong cái việc hành Phật pháp, tức là pháp hành. Thì cả hai cái đó nếu mình hỗ trợ hỗ tương cho nhau để rồi mình thực hành, để đời sống tu tập của mình có được cái sự an lạc, thì điều đó là điều cần thiết. Con nghĩ là như vậy. Còn mình theo con nghĩ tu á, cũng không phải là mình thiên về một cái gì đó mà mình cho rằng cái kia nó không cần thiết. Pháp học cũng vậy, pháp hành cũng vậy. Khi nào mà nó thích hợp cho cái hoàn cảnh nào thì mình nên thực hành. Nhưng lúc nào cũng phải có cái chí nguyện tha thiết học Phật pháp, hay là hành lời hành Phật pháp, thì mới mong được là có được cái sự an lạc cho mình ở trong tương lai. Con nghĩ là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Thưa tòa tư quyền, thưa tòa có mặt ở chỗ, thưa tòa tư quyền có nghe được không? Nếu thưa tòa tư quyền nghe được, xin thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa tòa tư quyền, có nhiều người dựa trên suy nghĩ thôi chứ không phải là kinh nghiệm bản thân. Họ nói rằng khi mình học mà mình càng tha thiết, càng khao khát để học thì chuyện đó rất là tốt. Nhưng mà trên phương diện thực hành
thì càng tha thiết càng khao khát đó, thì nó càng xáo trộn cái việc hành thiền. Thì hành thiền là cần cái tâm bình thản, cần tâm tự tại và tâm an nhiên, nhưng mà trong cái sự khao khát tha thiết đó, thì nó tạo nên tình trạng nhục tốc bất đạt. Thì thì tôi Tuyên Nguyên có đồng ý như vậy không, hay là thì tôi có quan niệm khác hơn kinh thì tôi? Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Bây giờ tôi đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn anh Nhật Bình, cảm ơn Từ Vi, cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, để chúng thành kính lễ đến Từ Tây Tạng, Từ Tập Phật Tân, Từ Tâm Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, Đức Nguyên Thông, cùng Chế Tăng đang hiện diện, chúng ta đến cùng một chư Phật nữ. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, phải nói rằng là trên một tinh thần tiến tu, để một người mà có một cái ham cầu ham học, để có một người mà ham thực hành mạnh mẽ, ước muốn, đó là khó. Trên cái tinh thần chúng ta khoan hay nói là như vậy thì sẽ cản trở, như vậy thì sẽ không đi về đích hay thành tựu hay là dính mắc nữa. Cái mà chúng ta nói toàn là lý sự, điều kiện, lý do thôi. Sự thật ra một người mà người ta mong muốn người ta thực hành pháp hay là thực hành chánh niệm hay chánh định, không có sự tu đó, thì ở đây cái dục như ý túc của người ta mạnh mẽ, đây là một điều tốt. Họ quyết tâm, họ phải tu được, họ phải thành tựu được, đây là một cái Atithana mà hết sức là mạnh mẽ, cái chí nguyện hết sức là rõ ràng, có chí một cái tinh cần trên cái tâm lực của họ trước hết là đi dũng mãnh, và từ chỗ đó họ mới vào thực hành dựa cái thiết tha ná, tức là cái ý nguyện, cái chí nguyện đó đó, họ mới vững lái được. Còn chúng ta nói thí dụ như mình vào mình tu tập để mình cầu mong mình thành cái này, đạt được cái nọ, thì cái điều đó chúng ta mới gọi là dừng lại, bảo họ dừng lại. Chứ còn sự thật ra để mà tu mà cố gắng mà để cầu diệt khổ, để chấm dứt cái sự sinh tử, chấm dứt cái sự khổ đau, chấm dứt cái sự hiện hữu ở trong tam giới này, thì những người này gọi là khó tìm trên cuộc đời. Chứ đừng nói chi mà chúng ta nghĩ rằng là cầu mong như vậy thì không sẽ tốt đẹp, cứ để mọi chuyện nó bình thường, đi tới đâu tính tới đó. Nói như vậy thì không có một ý chí, không có một nguyện, mà ít không có một ý chan răng, tức là không có một cái ý nguyện, một cái ý chí. Thì mà có ý chí, có nguyện vọng đó sẽ dẫn dắt người. Ý chí một cái nguyện vọng khát khao để thành tựu ở vị vô thượng bồ đề, tức là thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì người ta tu tập các pháp độ, người ta không nao núng mà lúc nào cũng bổ túc pháp độ, hay thành tựu đồng giác chi ca bút thá hoặc là sa hoa ca bút thá, là thính văn giác trên con đường tầm cầu, thì tất cả chúng ta phải nhớ một điều là có một cái sự chuyên cần, có một cái ý niệm, có một cái ý chí, có một nguyện vọng Atithana hay là mong muốn, đó cũng là một điều tốt. Ngay cả họ có muốn chứng đắc cái điều này, chứng đắc một cái điều kia, chứng đắc họ tu tập cái thiền Samatha để chứng đắc sơ thiền thì cũng là một điều tốt. Họ tu tập chánh niệm để họ mong rằng họ sẽ chấm dứt khổ đau, họ chứng đắc tu đầu quần trong kiếp này cũng tốt. Cái chuyện muốn đó là một việc, có gì mà giàu thành có còn cái ý muốn nó mạnh mẽ nữa hay không, hay là lao đao gặp vài cái sự trở ngại, gặp nhiều cái sự cản trở, gặp nhiều cái lậu hoặc là chúng ta chào thua ngay, thì đó chính là một điều mà chúng ta nên hung đúc cái tinh thần của một người cầu đạo giải thoát, một ý muốn mạnh mẽ. Thì và cái ý muốn mạnh mẽ này nó không bao giờ nó có sự cản trở gì của nó quá mức. Chúng ta đừng có lấy cái ví dụ chẳng hạn như ngày A Nan, ngày muốn mạnh mẽ quá, muốn thành tựu, muốn giác ngộ sớm, cho nên vì vậy ngài tinh tấn coi như tột bực, cho nên khi mà ngài cảm thấy mệt mỏi, ngài nhẹ nhàng, ngài buông bỏ một cái sự cố gắng rồi để khi đó ngài chứng đạo chứng quả. Và chúng ta nói trên một cái tinh thần coi như là cái tâm lực của ngã nan nó mạnh, vô cùng mạnh, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta so sánh một cái tâm khảm
của phàm phu và đối với vị thánh hữu học được. Đây là một việc, việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, cái ý muốn của mình nó rất là yếu. Muốn là một chuyện, nhưng vô thực hành cái ý muốn của mình đó, nó bị cái trở ngại này, bị cái trở ngại kia, và thế là chúng ta chầu thua ngay. Ngay cả cái việc tu học đây nè, cho với cái việc học Phật pháp nè, quý vị thấy không phải dễ dàng. Lý do này, lý do kia, điều kiện này, điều kiện nọ, chúng ta còn chưa học đến một cách rốt ráo nên thì đừng nói chi một cái sự thực hành. Học để không, chúng ta cũng đã chưa là thực hành một cách rốt ráo, chứ đừng có nói chi mà sự thực hành. Mình là để đòi hỏi một cái ý muốn hay một cái tâm mà nó để ước mong được thành tựu tốt, quả thật hết sức là khó. Mà kinh văn có một câu từ Ichang Narang Parikasti, ý chí hay là cái nguyện vọng, ý chí tí đó, nó sẽ dẫn dắt người. Chúng ta nguyện vọng xấu nó cũng đi đến xấu, nguyện vọng tốt nó cũng sẽ tốt. Đây là giá trị tuyệt đối. Còn cái việc mà chúng ta nói rằng tinh tấn quá nhiều, thế nào là tinh tấn quá nhiều, hay là một ý muốn mạnh mẽ quá nhiều, ngay cả đổi cả mạng sống, ngay cả đổi cả cái hơi thở này, cái sự tinh tấn đó có được đúng gì, cũng chưa phải là một cái cao độ, cái tâm hùng tâm coi như là đại hùng đại lực đó, chưa đâu. Cái cả đổi cả mạng sống, đổi cả mạng sống mà chúng ta phải thật sự có trí tuệ, thật sự có một cái sự tinh tấn, tức là có một trí tuệ của Parami, bên nhà Parami phối hợp nha. Ngay khi đó rồi chúng ta có một Priya Parami, có tinh tấn phối hợp Achitthana Parami nè, và chúng ta có Nikkhama Parami nè. Thì bốn cái tiêu chí coi như là cái tiêu chí này, thứ nhất là Nikkhama, tức là xuất ly, thứ hai là trí tuệ, cái điều thứ ba là cái Achitthana. Đây là cơ bản trong chúng sinh thực hành pháp độ phải có ba cái tiêu chí này. Mà chúng ta thấy cái tiêu chí Achitthana, ý chí hay cái nguyện vọng rất là mạnh mẽ mới được. Và cái điều thứ tư nói trong đây thì có nghĩa là chúng ta biết là Viriya Parami, tức là tấn lực, tinh tấn lực đó, nó phải mạnh như vậy đó. Và tâm hướng cầu đạo giải thoát, chấm dứt sanh tử khổ đau, thì như thế đó. Thì chúng ta thấy nói là như vậy đó kìa, chứ còn yếu điều rồi chúng ta nghĩ rằng mạnh mẽ sẽ cản trở cho sự tu tập chánh niệm hay tu tập thiền định, và không đứng được cái nhìn của chính chúng con cách bạch thần gọi, thì con nghĩ rằng là một cách mạnh mẽ đối với người phàm phu cần phải có một ý chí mẽ để người ấy có cái tấn lực, có tính lực, có tấn lực, và từ chỗ đó niệm lực họ khởi sanh và tính lực họ khởi sanh, và cuối cùng có trí tuệ để đoạn khổ diệt khổ. Đây là giá trị tuyệt đối. Chứ còn không có một ý chí mạnh mẽ, một cái nguyện vọng mạnh mẽ, thì khó có khả năng đạt được. Và đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng quý ngài, và con kính cung thỉnh thượng tọa quy tâm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trân thưa tổ tuyệt quyền. Đại đức Pháp Tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại đức Pháp Tính nghe được, kính thỉnh Đại đức Pháp Tính trả lời cho câu hỏi luận số 4. Đại đức Pháp Tính, người ta có nói câu là dục có bất đạt, tức là mình quá muốn thì không thể đạt được. Nhưng mà cái sự tha thiết khao khát ở trong bài kinh này đó, nó có giống với cái câu ý nghĩa là dục tốc bất đạt. Dục tốc tức là muốn nhiều không, xin muốn nhanh không, muốn nhanh là muốn nhanh cái gì, muốn nhanh để đạt được mục đích, hay là muốn nhanh là hay là sự tha thiết. Đây sao để phân tích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đản, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với cái sự tha thiết hành trì học hỏi hoặc là chứng ngộ
đạo pháp thì nó khác nhiều, khác nhiều với cái sự mà dục tục bất đạt. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với một người á, khi mà người ta có cái nhận thức mà cái khổ của sanh tử luân hồi, hoặc là có những vị là do thấy những cái tấm gương của các bậc thánh, thành ra có cái sự ao ước, có cái sự mong mỏi để mà được cái quả vị đó. Thành ra các vị này sẽ cố gắng tu tập, cố gắng tu tập từng ngày từng giờ, thì là do cái điều thiện, do những cái thiện pháp để mà dẫn dắt cái vị đó hành theo cái pháp đó. Còn đối với cái sự mong ước mà nằm ở trong cái khuôn khổ của nhục tốc bất đạt á, thì coi như là nó khác xa hơn nhiều. Có nghĩa là nhục tốc bất đạt có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình không có chịu hành trì theo thứ lớp, hoặc là mình, hoặc là cũng như có những người, người ta nói mình vô mình tu tập, mình khỏi cần công quả hay là giữ giới gì hết, cứ chuyên tâm hành thiền đi, sẽ đạt đến cái sự muốn của mình. Thì trong cái trường hợp thì, nếu mà nói cũng có thiện nó dẫn dắt, nhưng mà quý vị thấy rằng là thường mình không có cái nền móng, mình không có trải qua cái quá trình được huấn luyện, thì dù cho mình có muốn quá đó, thì nó cũng không có đạt được. Đừng nói chi là cái cách tu tập mà quý vị thấy rằng là đối với những vị mà thí dụ như là do tinh tấn quá nhiều, do tinh tấn quá nhiều, quá mạnh về tinh tấn thì cũng không có đạt được mục đích nữa, chứ đừng nói chi mà những cái pháp mà mình đi không đúng cái đường lối. Thí dụ như quý vị thấy rằng có vị tỳ kheo trong thời Đức Phật, cái vị đó tinh tấn đi kinh hành đến nỗi mà bàn chân nó bị rớm máu, có nghĩa là nó rớm máu, nó nhiễu ở trên cái đoạn đường đi kinh hành luôn. Thì cái vị này thật sự ra đó, cái vị này không có một cái ước muốn gì ngoài cái sự giải thoát á, nhưng mà do cái sự tinh tấn quá mạnh mà không cân bằng tinh tấn niệm định tuệ, có nghĩa là không cân bằng những cái chi pháp khác á, thành ra cái vị này cũng không có đạt đến cái sự giác ngộ nữa. Thành ra, hoặc là quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, ở trong cái thờ mà Ngài là một cái vị đạo sĩ sống trong đường nhà, thì Ngài cũng tinh tấn, Ngài hạnh, khổ hạnh rất là nhiều chứ. Đến nỗi mà Ngài quán xét lại là coi như là từ trước tới giờ chưa có ai khổ hạnh bằng mình. Đó, lúc đó quý vị thấy rằng cũng không có chứng đạt được đạo quả, là do cái sự mà mình nói ở ngoài đời là nhục tốc bất đạt, nhưng mà mình nói theo cái sập cái chi pháp á, không có quân bình được, không có quân bình được định hoặc là được tội vân vân. Thành ra thí dụ như một người mà người ta tinh tấn ở trong cái sự mà tu tập về khổ hạnh quá đó, thì lúc đó người ta không có quân bình được cái sự định tâm hoặc là tội quán nó phát triển, thành ra không có đạt đến cái đạo quả. Thì ở đây thì chúng tôi nói rằng là đối với ở trong thiện pháp, ở trong cái mục đích giải thoát mà mình có cái sự mà nhục tốc bất đạt, mình có cái sự mà cũng như là muốn cho được sớm quá thì nó cũng không được. Quý vị cũng như quý vị thấy rằng ở trong ngày nay, ở trong cái đời sống ngày nay, quý vị thấy rằng cũng như hồi xưa mình đến cái mùa sầu riêng là hình như là mọi người ai người ta cũng thích được ăn sầu riêng hết. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng cái chuyện đó nó không ở trong tư tưởng của cái dân nữa rồi. Là tại sao? Tại vì bây giờ là coi như là
cái loại trái cây đó là được nhúng bằng thuốc không, nhúng bằng thuốc cho nó chín sớm, nó chín sớm trước thời hạn. Thành ra quý vị thấy rằng cuối cùng thì nó không còn là cái, không còn là một cái loại trái cây để mà cho chúng ta mong đợi, chúng ta như là chúng ta mong chờ nữa. Chúng ta không còn, đa phần bây giờ quý vị thấy rằng cái tư tưởng của mọi người là như là không có để ý đến cái trái cây đó. Nếu mà có đó, chín cây nhà vườn bán mà mình tin tưởng có được thì mình mua mình dùng, còn nếu mà không gặp thôi, mình cũng không còn cái tư tưởng ở trong tâm của mình mà chờ đợi đến mùa sầu riêng, không còn tư tưởng đó nữa. Thành ra quý vị thấy rằng là do cái sự mà nhúng vào cái quá chất đó, thành ra quý vị thấy rằng bây giờ có chín rồi thì đem để ra ngoài đường nhiều như vậy thì nó cũng không bằng một cái loại mà do tự nó chín cây. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với trái cây là một cái chuyện nó bình thường, mà mình gấp gáp quá mà cuối cùng cái quả nó cũng không tốt, cái kết quả nó cũng không bằng cái sự tự nhiên, thì đừng nói chi đến cái sự tu tập, đừng nói chi đến cái sự tu tập. Thành ra đó cái sự tha thiết học hỏi hành trì chứng ngộ thì ở đây là chúng ta tha thiết, nhưng mà chúng ta vẫn đi thứ lớp trình tự để mà đạt cái điều mà chúng ta muốn, thì nó khác hẳn với những cái sự ước mong mà hoặc là ước muốn mà trong cái khuôn khổ của dục tốt bất đạt, thì nó sẽ cái kết quả nó sẽ không bằng, nó giống như là một cái kết quả mà nó sai biệt gì đó. Thành ra hai cái sự này nó khác nhau là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trừng đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Thông, xin thỉnh trả lời cho cô thảo luận số 5. Đôi khi có nhiều vị vào chùa tu xuất gia đó, thì những vị mới vào tu thì rất là ham học, ham tu. Còn mấy vị mà tu lâu á, đôi lúc với lại nói rằng mới vô thì tha thiết lắm, mà tha thiết càng chán nản. Nhưng mà thực tế thì có đúng như vậy không? Hay là tha thiết thì cứ tha thiết mà cái người thờ ơ cứ thờ ơ thôi. Xin thỉnh đại đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tuân lệnh sư phụ góp ý cho cái thảo luận số 5, hỏi rằng có quan niệm rằng càng tha thiết thì càng nhanh chóng chán nản, cái nhìn đó có đúng trong thực tế hay không? Kính thưa sư phụ, cái này nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cái yếu tố quan trọng là người đó phải tuệ, cái trí tuệ là biết là mình phải làm gì và cái mục đích của mình là cái gì. Nếu cái người đó có mục đích là mình muốn tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi, và con đường mà tu hành thoát khỏi sanh tử luân hồi đó nghĩa là mình muốn mình từ một chúng sanh vô minh, có nghĩa là ngu si, để trở thành một bậc thánh, thì con đường nó không phải dễ dàng. Nếu con đường nó dễ dàng thì 7 tỷ người trên trần gian này sẽ là Phật hết hay sao? Cho nên mình phải hiểu rõ cái điều đó và tinh tấn tu hành học hỏi giáo pháp. Mà khi tinh tấn tu hành học hỏi giáo pháp theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, bất kỳ cái kinh nào mình học mình nghiên cứu thì mình đều thấy là Ngài đã giảng dạy hết. Cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Ngài giảng dạy ở nhiều nơi. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta học rồi chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chỉ cho chúng ta một cái chân lý tuyệt đối là thế gian này là khổ, life is suffering, là thế gian này là vô thường, life is impermanent, và thế gian này đều là vô ngã, life has no self. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải biết là cái chân lý. Và con đường của Ngài đã đi thì Ngài đã giảng giải trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân hay là Vô Ngã Tướng, thì phải hiểu biết những cái điều đó. Thì nhiều mình theo điều đó thì mình học thì mình sẽ thấy rằng
Nếu mà mình hành động do cái tham sân si nổi lên là mình là người cho rằng mình có cái ngã, mình đã tham là mình đã thỏa mãn cái ham muốn, cái dục vọng của mình. Còn sân là mình cho rằng mình quan trọng, mình hơn người ta, mình thấy những điều gì đó mình không bằng lòng, thì tại vì có cái tôi cho nên mới không bằng lòng, chứ mình không có cái tôi thì mình đâu có vấn đề là bằng lòng hay không bằng lòng. Cho nên mình phải quan sát thế gian và quan sát nhìn lại cái tâm của mình, thì mình mới thấy cái chỗ đứng của chúng ta ở đâu, và từ đó chúng ta mới tu hành được. Vì vậy có cái câu thảo luận số 5 hỏi rằng có quan niệm rằng càng tha thiết càng nhanh chóng chán nản, thì con thấy rằng càng tha thiết thì càng tiến bộ, tha thiết thì càng biết rõ cái công việc mình của mình sẽ làm và làm thao sao để quân mình tính tấn niệm định tuệ của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta trên trần gian này, nếu mà mình thấy rằng những người mà thành công trên thế gian này đó, thì không phải là những người lười biếng ồ ô dí dầu, mà những người thành công trong thế gian này đó, thì con người đó cái mục tiêu họ không rời cái tâm của họ, mục tiêu của họ là phải tu hành. Thí dụ như là thức dậy sáng sớm thì bỏ thời gian xin chiêm nghiệm là hành thiền, rồi là sau đó thì làm việc chùa hay là đọc kinh giảng kinh, hay là những cái việc mà cần thiết trong cái sự sống của một tỳ kheo hay là của một người bình thường, rồi tối thì mình hành thiền, hay là trưa xế mà hành thiền một ngày, mà nếu mà mình hành thiền được 3 ngày 3 lần trở lên đó, thì tốt. Con thực chứng chỉ có khả năng làm 2 lần, hoặc là thỉnh thoảng thì chút xíu là 3 lần thôi. Vì vậy cho nên nếu mà mình đi theo cái con đường mà mình phù hợp với thể lực, sức khỏe và cái thời gian mà mình đã có để đưa vào cái công việc học pháp, rồi giữ giới luật, rồi chiêm nghiệm giáo pháp, rồi hành thiền samatha và vipassana, thì tất cả những điều đó thì con nghĩ rằng có thể nói rằng dầu cho mình làm hết sức mình cái gì đó thì cũng không có thể nói rằng mình mà quá nặng về một cái gì. Cho nên cái mà tính tấn niệm định tuệ thì chúng ta phải hành đều đặn. Và cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày thì chúng ta không rời xa cái tâm tu hành của chúng ta. Mình phải biết là mình đang làm gì. Trong khi mà học giáo dục thì con có được một vị thầy giảng dạy rằng thì mình phải tự hỏi mình sẽ làm cái gì, mình sẽ làm cái gì đây, what am I going to do đó. Thì bây giờ cái chuyện gì mình phải hỏi mình tự làm, phải làm cái gì đây, rồi mình sẽ nhận thấy ra những cái điều mình nên làm, đáng làm khi mình là một thầy giáo hay khi mình là một tu sĩ. Vì vậy cho nên có quan niệm rằng càng tha thiết thì càng nhanh chóng chán nản. Nếu mình thấy mình nhanh chóng chán nản thì cái chuyện đó thì con thấy là trong vấn đề tu hành thì không có vấn đề nhanh chóng chán nản. Trong vấn đề tu hành thì càng tu hành thì càng thấy hạnh phúc, là bởi vì khi mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, mình hành được một cái giáp, một pháp nào, một pháp thí dụ cho buông xả tức là mình cúng dường hay là mình thí đó, hay là mình không có thấy là tham đắm về một cái nhu cầu nào nữa, thì mình thấy mình thảnh thơi, thì càng tha thiết thi hành thực hành trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì con không thấy là nhanh chóng chán nản, mà càng tha thiết học pháp thì mình càng thấy mình không thể nào rời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Mà bên Bắc Tông nó gọi là bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Thì đó là những điều mà con cảm nghiệm trong cái đời sống của con, trong cái câu hỏi số 5 của sư phụ. Con thỉnh mời sư phụ trở lại để giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng. Và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ kính trường đại đức Nguyên Thông, thưa tọa pháp tân, thưa tọa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tọa pháp tân còn ở trước máy kính thỉnh đó, thưa tọa pháp tân hoan nghị. Thưa tọa pháp tân có một cái chìa khóa rất là quan trọng ở trong cuộc sống này, là mình thấy rằng càng ngày thì chúng ta càng bị lôi kéo bởi nhiều thứ tạo nên những cái tạp niệm ở trong đời sống, tạo nên sự giải đãi trong đời sống. Khi mà mình đọc về 7 cái điều tha thiết này đó, thì
Thì đó Tân Quang Hỷ cho một vài cái suy nghĩ rằng làm thế nào để mình nuôi dưỡng được cái lòng nhiệt huyết ở giữa cái cuộc sống. Ngày xưa đó, khi mà chúng ta vào trong chùa, ít có chi phối từ bên ngoài, và cái sinh hoạt ở trong chùa nó không có internet, không có những cái chi phối, chúng ta rất là dễ tập trung. Mà bây giờ thì mình bị chi phối nhiều quá, thì làm sao ta giữ được cái lòng nhiệt huyết đối với sự tu và sự học? Thì đó học cách. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Con đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, cũng chào đại chúng trong rừng. Bây giờ thì theo con nghĩ đó là để mà mình giữ vững được cái sự bền bỉ trong đời sống tu tập của mình, thì theo con nghĩ đó, ngày nay thì nó có nhiều cái sự chi phối lắm nha. Chi phối như internet, rồi chi phối về thế sự ở ngoài đời. Mặc dù nói là người tu á, mình không có bị không có phải gần gũi với thế sự, nhưng mà rõ ràng là thế sự nó cũng chi phối, nó chi phối bởi những việc này việc nọ. Thì không phải là như ngày xưa mình biết là ở chùa giữ giới luật, học Phật pháp, lo hành thiền xong. Bây giờ những cái việc mà con nghĩ rằng nếu mà ai mà đứng vào cái vò của một vị trụ trì thì nó có nhiều cái việc lắm, nhà nó nhiều cái việc. Mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình không có tu được, mình vẫn giữ được. Bởi vì trước nhất á, theo con nghĩ rằng cái người tu á, thì mình luôn luôn phải có một cái chí hướng để mà mình hướng đến cái con đường giải thoát của mình, tu tập để mình giải thoát. Khi mà mình có được những cái chí hướng như vậy đó thì mình lập tâm, mặc dù cái việc gì đi nữa thì mình cũng ráng cố gắng mình gác qua hết tất cả. Thí dụ như đến cái giờ mà mình hành thiền, hay là đến cái giờ mình tụng kinh, hay đến cái giờ mà mình chấp tác cái công việc gì đó, thì mình cố gắng mình làm y theo như vậy, đừng bỏ. Bởi vì nếu mà mình bỏ ngại luôn một chút riết rồi thế là mình lêu lỏng, mình bị giống như là mình bị chán mãn với những cái phận sự của mình. Thì khi mà mình nuôi ở trong lòng những cái chí nguyện để tu tập, để hướng đến sự giải thoát, thì những việc làm của một người tu sĩ đó, thì theo con là mình học Phật pháp, hoặc là mình ngồi thiền, mình tụng kinh, hoặc là mình tác cái công việc ở trong chùa, thì mình nghĩ rằng cái việc đó là việc để mà mình tạo cái phước lành, tạo cái phước lành. Cái thứ hai nữa đó là con nghĩ rằng mình phải nghĩ đến cái đời sống luân hồi nó khổ, và trước sau thì chúng ta cũng phải nhắm mắt lìa đời, cũng phải chết thôi. Nhưng mà trước khi mà mình chết ấy, thì ít ra đó là mình cũng có được những cái thiện sự trong đời sống hàng ngày. Mà nếu mà thiện sự đó mình tập cho mình làm tới làm lui ấy, điều đặn như vậy, đừng có để nó mất. Đừng để nó mất. Sự tinh tấn nhiệt quyết, chí hướng của mình á, lúc nào cũng có, thì đừng để nó mất. Mặc dù là khi mà mình có tuổi một chút, hay hoặc là với cái xã hội ngày nay nó có nhiều cái sự tác động á, nó có nhiều khi nó bị lôi kéo, nhưng mà mình vẫn giữ được một phần nào đó ở trong đời sống tu tập của mình. Mình nghĩ đến cái thứ nhất là đời sống luân hồi nó khổ, khổ. Tin ở trong cái lời dạy của Phật luân hồi là khổ, và mình cũng có chiêm nghiệm được những cái điều đó. Mình thấy sanh tử nó ngán ngẩm, những khi mình mới sợ được, mình sợ. Và mình sợ nhất là khi mà mình nhắm mắt lìa đời mà mình không có được một cái thiện sự gì để mà mình nhớ, hay là mình không, nó trở thành không có cái thiện sự, cái ấn tượng gì để mình nhớ được những cái thiện sự của mình, thì cái đó là cái không tốt, cái nguy hại. Mà để mà có được những điều đó thì mình mới làm, mình phải làm tới làm lưu vài ở trong đời sống của mình. Mình sợ là một lúc nào đó mình sẽ chết bất tử, mình sẽ lâm chung bất tử. Và khi mà bất cứ lúc nào, hiểu ở trong kinh Phật, trong lời dạy của Phật,
mình biết rằng mình đâu có chắc được là lúc nào mà mình sẽ chết, rồi mình chết rồi nên mình có nhớ được những cái thiện pháp quan nghĩ ở trong những cái thiện pháp hay không, hay là sợ rằng những cái chướng nào đó nó xảy ra trong giờ lúc khuất lâm chung ấy, thì rõ ràng là mình uổng cho đời sống tu hành. Cho nên là mình phải sợ đến cái sự luân hồi. Khi mà mình sợ luân hồi như vậy, hoặc là mình sợ sinh tử như vậy, cho nên mình quyết tâm mình thực hiện những cái thiện pháp. Bởi vì theo con nghĩ là mình đã có ý nguyện tu á, thì giống như cái cơm ăn mỗi bữa của mình á, cơm ăn là để nuôi cái thể xác của mình, nuôi thể chất của mình. Nhưng mà mình tu tập, mình thực hiện những cái thiện pháp á, thì giống như là cái món ăn của tinh thần vậy đó. Mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình học Phật pháp, hay hoặc là mình suy gẫm Phật pháp, hoặc là mình tạo những cái công đức thiện sự gì từ cái việc mà phục vụ chung, thì con nghĩ rằng mình nghĩ đó như là một cái việc mà cần phải làm, bởi vì cái đó là hành trang của chính mình. Mình nhớ những điều đó để mà mình hướng đến cái sự giải thoát. Mà hướng đến sự giải thoát không thì chưa đủ. Cái tâm mà có cái ý nguyện, giống như trong kinh nói rằng mình có cái ý nguyện, ý hướng đến sự giải thoát, đó là dục. Đó là mình có một cái ý muốn, tức là để đến giải thoát. Nhưng mà mình cũng phải có cái sự nỗ lực nữa. Có cái sự nỗ lực. Nếu mà mình không có sự nỗ lực thì làm sao cái nội tâm của mình nó được viên mãn, được cái nội tâm của mình định tĩnh để mà mình thành tựu được trong cái đời sống đạo hạnh mình được. Thì thật sự ra thì nếu như mà mình thấy rằng cuộc đời xã hội ngày nay nó có nhiều cái trở ngại, có những cái sự chướng duyên đó, nhưng mà mình cũng không phải bỏ những cái việc đó. Mình sẽ theo con nghĩ rằng mình sẽ áp dụng theo cái xã hội ngày nay. Tức là dù gì đi nữa thì mình cũng giữ được những cái cốt lõi, cái căn bản của trong đời sống tu hành. Chứ đừng để là cái xã hội nó bị lôi kéo rồi chuyện này chuyện nọ, mình không có giữ được cái đạo tâm của mình thì nó rất là uổng. Cho nên cái chuyện mà nỗ lực tinh tấn cho cái đời sống tu hành của mình, nếu như một ngày nào đó mà mình còn nghĩ đến cái chí nguyện để hướng đến thực hành, hướng đến sự giải thoát, rồi một ngày nào đó mà mình còn giữ được cái đời sống thiện tâm thiện pháp của mình, mình thực hành những thiện pháp thường xuyên như vậy thì nó trở thành cái của mình. Và mình phải biết nghĩ đến cái luân hồi sinh tử, mình phải biết rằng không biết là lúc nào mình sẽ chết. Và do vậy thì theo bản thân con thì con nghĩ rằng có nhiều cách nghĩ, nhưng mà riêng con thì con nghĩ rằng là mình nghĩ sợ sanh tử, sợ đến cái sự chết, không biết lúc nào mà mình không được những cái thiện pháp thì nó rất là uổng cho cái đời sống của tu của mình. Và thật sự cái thời gian mà trôi qua đó, đến lúc mà bây giờ mình làm những chuyện gì đó thì mình lại không còn có sức khỏe, hay là không còn có một cái sự nhiệt quyết để mà mình thực hiện nữa. Như vậy thì rất là ổn. Vì vậy cho nên là một là mình phải nuôi ở trong lòng mình một cái ý nguyện hướng đến sự giải thoát. Và trong ý nguyện mà hướng đến sự giải thoát đó thì mình không có bao giờ mình để cho nó bị nguội đi, hay là mình để cho nó quên đi, mà mình luôn luôn có giữ được cái lòng của mình, cái tâm của mình, cái chí nguyện của mình hướng đến sự giải thoát. Cái thứ hai là mình sợ đến cái sinh tử luân hồi, sợ đến một lúc nào đó mà mình không có tu tập được, rồi sự chết nó sẽ xảy đến với mình, thì nó uổng cho cái thời gian của mình. Thì như vậy thì mình mới có thể là cố gắng. Và không có ai mà thành công mà không qua cái sự trở ngại hết á. Phải vượt qua biết bao nhiêu sự trở ngại, biết bao nhiêu sự thử thách thì mình mới có thành tựu được.
giống như cái nội tâm mà khi mà mình trước khi mà mình lâm chung mình định tĩnh được, thì đời sống hàng ngày con nghĩ là người đó họ có tập dữ lắm, họ có quân tập dữ lắm, tu tập về đời sống chánh niệm hay hoặc là đời sống luôn luôn định tâm trong đề mục quá, thì những họ mới có được sự định tâm, không có bị hoảng loạn, không có sợ hãi đó, thì như vậy nó mới có thể là có được cái sự an lạc, cái duyên lành á, cái duyên lành ở trong Phật pháp á, thì con nghĩ rằng mình giữ được như vậy là mình cứ làm điều thực hiện thực hành một cách thường xuyên như vậy, thì mình giữ được cái nhân duyên lành đó, thì mình chưa được giải thoát thì cứ đến một kiếp nào đó mình cũng sẽ được giải thoát, và mình gặp được thì gặp được chánh pháp để mà mình tu tập nữa, thì cái điều đó cũng rất là cần ở trong đời sống. Thì con có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà mình thượng tọa vừa nêu, có điều chi chưa đủ thì kinh thỉnh thượng tọa bổ. Túc thi Nam Mô Bổn Thầy Giá. Sa thú kính kinh thượng tọa pháp tịnh, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tịnh Quyền, thì ta tuyên quyền bảy pháp hôm nay đó là chúng ta nói về bảy sự tha thiết, nhưng mà ở trong cái đề tài là bảy pháp cần được thắng riêng, thì tại sao bảy sự tha thiết, bảy sự khao khát này lại là pháp cần được thắng riêng? Thì đó có ý nghĩ gì về điểm này không? Kính thưa thưa Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá, giờ tới đây chúng tôi nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn vì chúng con kính lễ chư tăng chào để con thể chú vị Phật tử. Nào Bổn Thầy, nếu như mà chúng ta khi mà tại sao mà bảy pháp này cần phải được thắng riêng, thì chúng ta đọc qua kinh văn thì chúng ta mới thấy rằng có thể nói rằng cái bảy cái pháp để mà được chúng ta được từ được thành tựu là đưa chúng ta đến một cái tâm mà nó tốt đẹp, cái tâm mà nó khẳng khái một cách như thật như vậy thì không phải dễ dàng. Ở trong tinh thần tu tập á, có thể nó bảy cái pháp này là một trong những cái pháp mà chúng ta thấy là một người tu thì chúng ta phải hiểu biết, bởi vì chính là những cái điều nó tiêu biểu, chính là những cái điều mà nó cần phải được thành tựu, hay là những cái đặc điểm, hay là bởi cái đức tính mà dầu cho là cái người học pháp học hay là học pháp hành hay là bất cứ cái gì cũng vậy, thì cũng cần phải có một cái đường hướng, cần phải có một cái tâm, cái ý chí, cái nguyện vọng, cái tâm hướng, cái khát vọng và cái tầm cầu, hay nói cái gì đó, tức là chúng ta phải tầm tứ chút xíu, chúng ta mới tìm được cảnh, để chúng ta mới thụ hưởng cảnh, để chúng ta mới có cái sự tha thiết với cảnh được. Thì cũng vậy đó, con dốc này khi mà chúng ta học hành học Phật pháp thì chúng ta phải những cái tiêu chí như mà chúng ta vừa trình bày đó, tức là phải thiết tha hành trì và học Phật pháp, phải thiết tha thẩm nghiệm Phật pháp rồi chúng ta mới điều phục vân vân. Thì như ở trong bài kinh mà thừa tự pháp cũng vậy, chúng ta thấy vì tỷ kheo trú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không rời xa chánh pháp. Thì cũng vậy, là một người đệ tử dù là tăng hay là tục phải cầu pháp, phải thiết tha với pháp, phải trú trong pháp hay là phải thực hành pháp thì sẽ không bao giờ rời xa Phật pháp.
chúng ta sinh ở chỗ nào cũng vậy, ở nơi nào cũng vậy, thì không sớm thì muộn, chúng ta đủ duyên thì chúng ta cũng sẽ được tu tập. Và chúng ta tạo cái ba la mật trong cái sự việc thực hành, để cuối cùng chúng ta cũng chứng đắc đạo quả. Đây là một điều mà chúng ta biết, cái sự thắng tri gọi là Aphinyaya đó, là một pháp mà là những pháp mà nó yếu lý mà không thể nào mà thiếu được. Như chúng tôi nói là nãy cái câu ích chăng nó răng đó, Parikasti, cái ý chí và cái nguyện vọng nó mới dẫn dắt người đi. Mà ý chí nguyện vọng đó cần phải được thắng tri, phải được thành tựu, cần phải là một cái điều tiêu biểu, hay là cần làm cái điều mà nó quan trọng để chúng ta mới thành tựu được đó. Một người mà không có một phương hướng, không có một ý chí, không có một nguyện vọng, không có một lối đi, không có một lý tưởng, thì họ sẽ không có thể thành tựu được, và mục đích họ không có hiện khởi được. Nếu chúng ta muốn chúng ta hiểu biết được cái pháp Phật, thì chúng ta thiết tha, chúng ta thể nhập tri kiến, thì chúng ta thiết tha, chúng ta hiểu được cái giáo lý, hiểu được cái Phật ngôn, hiểu được cái lời Phật dạy. Đó là cái điều tiên khởi. Mà nếu ta không học sao chúng ta hiểu, chúng ta không nghe sao chúng ta hiểu, chúng ta không có suy tư, chúng ta không có thẩm nghiệm, làm sao chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta cần phải có những khát vọng. Chúng ta cần cái pháp cái khát vọng, hay là cần phải có một cái sự dấn thân, cái sự trải nghiệm. Mà cái sự dấn thân, cái sự trải nghiệm đó, nó phải được chủ trì, được thúc đẩy do cái ý chí của chính mình, do cái lý tưởng của chính mình, do cái có thể nói dục tầm cầu của chính mình. Dục tầm cầu ở đây, dục tầm cầu nó đưa đến tốt đẹp. Cái pháp dục này nó đưa tới cái tốt đẹp, đưa đến cái điều mà làm cho những ác pháp chưa sanh nó sẽ không sanh, những ác pháp đã sanh chúng ta diệt trừ nó, và chúng ta quân tập và nuôi dưỡng những thiện pháp nó khởi sanh và nó hiện hữu trong ta, cũng như là những cái điều tốt đẹp, những cái phước lành do chúng ta thiết tha, chúng ta hành trì, chúng ta học pháp, hay chúng ta thẩm nghiệm pháp nhá. Hay lắm, tuyệt vời lắm. Ở trong cuộc đời này, nếu như mà một người mà không có một cái định vị, thì chúng ta không đi đến một cái phương hướng được, tức là cái chỉ đường, chúng ta gọi là cái GPS đó. Nếu như không có lên chiếc xe, chúng ta không có cái hướng đi, thì chúng ta, bởi vì chúng ta muốn đi đến một cái từ chỗ điểm A này đến cái điểm B mà chúng ta không rành được, thì chúng ta phải dựa trên cái đường dẫn. Thì cũng vậy, dựa trên cái đường dẫn này, cái đường dẫn đó, để chúng ta đi đến cái chỗ đó. Đây chính là cái gì? Cái sự tầm cầu, cái sự khát vọng, hay cái sự muốn đi của chúng ta đi đến cái chỗ đó. Thì cũng vậy, nó phải cái bước tiên khởi mà những cái bước tiên khởi đó là chúng ta phải làm như thế nào, phải chỉ dẫn, phải quẹo trái, quẹo phải, phải tiến thẳng, phải đi thẳng, rồi ngõ thứ nhất quẹo, ngõ thứ hai quẹo trái, quẹo phải, ngõ thứ ba gì đó, vân vân. Thì ở trên cuộc đời này nó phải vậy, chứ không phải chúng ta cầm lên cái hoa lăng chúng ta lái và nó đi tới đâu chúng ta không biết đi tới đâu, rồi không có phương hướng định, không có một cái ý chí, không có một nguyện vọng, mục đích đi làm gì, chúng ta ngồi lên xe để làm gì, đi để làm gì, và chúng ta muốn đi tới đó có mục đích gì, thì đều là một cái điều mà chúng ta phải trải nghiệm qua. Còn nếu như không, thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng trong cuộc sống, trong cuộc đời này rất là khó khăn cho chính chúng ta. Cho nên đây là một trong những cái điều mà bảy pháp này, nó là một trong những cái điều mà bảy cái điều quá hết sức cần thiết
hết sức là tiêu biểu và hết sức là đúng đắn cho tất cả chúng ta trên con đường chúng ta đang trên con đường chúng ta tầm cầu học Phật pháp, trên con đường thích tu tập. Đó là cái giá trị sự thật mà không thể nào mà có thể vượt qua được. Đó chính là, kính thưa quý vị, khát vọng thiết tha về cái sự hành trì học pháp, khát vọng thiết tha về cái sự thẩm Phật niệm Phật pháp, và khát vọng thiết tha về cái điều mà điều phục về dục tầm cầu. Chúng ta khát vọng thiết tha về cái thiền định, chúng ta khát vọng thiết tha để chúng ta có sự tinh tấn, có sự chuyên cần, mà chúng ta khát vọng trong cái sự cần nhiệm của mình. Và cuối cùng là chúng ta khát vọng và thiết tha thể nhập cái tri kiến để thành tựu được cái tri kiến. Bảy cái pháp này, nếu chúng ta được đạt được thì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả chúng ta ở trong mọi việc tu tập hay là trong cuộc đời này cũng vậy. Nếu như đã được thể hiện rất rõ ràng thì chắc chắn chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được thành tựu những ý nguyện của mình. Đây là ý cùng chính con thảo luận như vậy. Nếu có đi cầu tôi cũng kính cung tỉnh thần tòa. Dạ, kính cung chúng ta quay trở lại. Nam mô Bổn Sư. Dạ. Cái chương thưa quý Phật tử, còn vài phút chúng tôi xin được chia sẻ vài điểm liên quan đến bài học ngày hôm nay. Kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đó là nếu khi đi xuất gia hay đi theo học, mình biết được một số vị mà những vị đó là một cái hình ảnh gương mẫu. Ngày hôm nay người ta hay dùng cái chữ thần tượng. Chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ vào đó, ở gần sư trưởng hay là ở gần Hòa Thượng Tịnh Sự, Hòa Thượng Bình Châu, sau này ra nước ngoài ở gần một số các vị tôn túc, thì hình ảnh của các vị đó làm cho chúng ta rất là tha thiết, bởi vì bản thân của các vị đã ảnh hưởng rất là nhiều chúng ta. Nếu mà muốn tha thiết là mình cần tìm những hình ảnh, những cái hình ảnh đó là những hình ảnh có cái sức lực đẩy rất là lớn đối với chúng ta. Một điểm khác nữa thưa quý vị là nếu chúng ta tìm được cái niềm, thoảng chúng tôi có chia sẻ với một vài người thân đó là Phật pháp giống như một kho tàng. Chúng ta thường nghĩ đến kho tàng châu báu, ở trong đó có nhiều thứ. Thì khi mình đến Phật pháp và mình thấy rằng ở trong tam bản kinh điển, mình vào trong đó cả một kho tàng mênh mông, thì mình cảm thấy mình rất là tha thiết. Và một điểm nữa mà khiến cho chúng ta nuôi dưỡng được lòng nhiệt huyết rất là nhiều đó là những cái giờ phút chúng ta đau khổ, ví dụ như là mình thất bại hay là mình gặp cái khó khăn trong đời sống, và lúc đó mình thấy rằng Phật pháp là cái điểm tựa cho mình, thì điều đó cũng khiến cho mình tạo nên sự tha thiết. Đó là một vài điểm thôi, chứ tôi nghĩ rằng mỗi người đều có những cái kinh nghiệm rất lớn, nhưng mà chính cái hoài bão, chính sự tha thiết này giúp cho chúng ta tăng lực, giúp cho chúng ta có một cái sức mạnh để đi tới. Và chính những cái thời bão này đó dẫn chúng ta đi vào con đường mà chúng ta thực sự muốn đi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào mời quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thuốc lành thai. Con Kha Ma Tha và đầy chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con.
đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốt Xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Mời Nhật Quỳnh để kinh dùm nha. Cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Từ Mẫn.